toàn có câu hỏi gì không? Chị có câu hỏi là xét nào chốt đồng đỏ? Thế bình thường đồng chị chốt nào chị chốt được còn đồng của chị? To thì mình cứ liều thôi, mình đang nghe tư vấn ra 50 triệu, mình đang có tiền mình tư vấn ra 500 triệu, mình cứ liều lên thôi, bảo gì đâu. Đấy chị nha, đấy nha, chị không có hỏi gì. Thế mà chị chúng ta cứ lên màn hình có một cái ví dụ rất là nhỏ đấy chị thôi. Đây là một hợp đồng của một khách hàng tự tham gia cho bản thân, năm nay khách hàng 30 tuổi. 1 triệu một năm, chạy nhẹ cái ít tiền thôi. Anh chị chạy nhiều lên tùy anh chị nhá. Rồi anh Huy chia sẻ hôm trước là thư ký của anh chạy cho anh như nào? Đúng cái Minh Hoàng mà anh đang phải tư vấn anh Huy. Vâng, anh chia sẻ cho các anh chị là hôm trước thư ký của mình chạy cho mình như thế nào về cái Minh Hoàng mà anh đi tư vấn nhỉ? Như là sẽ tỏa như vậy. Từ đầu cho cái minh họa của anh ấy. Như này này. Hôm trước cái minh họa của anh là anh đưa cho em là em thấy là của anh. Em thấy anh chị em chúng ta đưa ra đó là cái tỷ lệ phần trăm các anh chị đưa vào trong các quỹ này, em thấy các chị chia ra 50, 30, 20 hay gì đó, đúng không anh? Như mức mà đầu tư thấp thì mình lại về mức nó thấp quá, đầu tư thấp quá bên mà đầu tư lại thấp thấp đi, nhưng mà ví dụ mà đúng mà mình làm công ty làm ăn mà ví dụ có thể nó không tốt này, thì rút về lỗ nhiều này, như cái cọc cặp bên này giá trị hoàn toàn rồi. Anh chị em để ý nhé, mình có 3 quỹ thì thông thường tôi hướng dẫn chị em là gì, mình chỉ bỏ tiền của khách hàng vào tất cả một quỹ thôi, mình không có chia làm gì cả, bởi vì khi chị chia ra ấy, thì tất tần tân chỗ nào đều là số ấy, toàn số cả thôi. Thế nên là một là anh chị nhìn số số, hai là khi khách hàng nhìn đọc của anh chị cũng không hiểu mà anh chị chỉ nó là sai cả lên, nó không có chỗ nào cả. Nếu như anh chị chúng ta để tiền cho khách hàng vào 100% quỹ tăng trưởng thì quỹ tăng trưởng cái lãi suất ở mức minh họa thấp của nó là 0,5%, mức minh họa cao của nó là 9%. Còn thực tế vừa rồi tôi gửi cho anh chị cái báo cáo đấy, là cái quỹ tăng trưởng của mình trong năm 2021 là có tăng trưởng là 30, có mức lợi nhuận là 3%. Tức là nếu như anh bỏ đầu tiền vào từ đầu năm đến cuối năm ấy, rút tiền ra là được lãi 32%, bỏ 100 triệu lãi 32 triệu đấy anh chị, từ đầu năm đến cuối năm. Trung bình trong 5 năm là lãi 17% nhỉ? 16,9%, tôi gọi là 17%. Đấy, trong 5 năm anh chị nhé. Vậy anh chị nhìn thấy, nếu như mình dùng cho khách hàng vào quỹ này, thì quỹ tăng trưởng này thì anh chị biết là với bản chất của đầu tư ấy, thì nó không chắc chắn có lợi nhuận được đúng anh chị. Bản chất đầu tư là như thế, bởi vì nó đi mua rủi ro. Nhưng hôm trước đã tính cho chị rồi, cái rủi ro của mình khi mình bỏ vào đây như hầu như không có. Nhưng đây là phần quy định chặt của Bộ Tài chính là gì? Trong trường hợp đúng đầu tư xấu nhất thì ông vẫn phải còn tiền cho khách hàng. Xấu nhất là chị nhé, vẫn phải còn tiền ngân hàng. Hoặc là cái cách đơn giản là gì? Giống như là ngân hàng bây giờ nó có cái luật phá sản. Gửi bao nhiêu tiền không biết, nhưng mà cái tối thiểu lấy về khoảng 70 triệu, không phải nhắc được 70 triệu. Anh gửi vài trăm tỷ người ta chỉ trả khoảng 70 triệu đấy. Mình là dạng như vậy nhé. Và bản chất là sao? Nếu như khách hàng bỏ tiền vào cái quỹ này thì phù hợp với đối tượng khách hàng nào? Đơn giản số 1 là những khách hàng rất dễ tính, của anh chị người ta không có hiểu về đầu tư, mình không có tư vấn theo cái tư nó đầu tư thì mình cứ thả vào cho khách hàng nó tốt, bởi vì thực tế quỹ của mình đang rất là tốt, được chưa anh chị? Số 2 là khách hàng người ta hiểu về đầu tư, người ta thích đầu tư thì bỏ ra cho lãi nhiều, bởi vì thực tế là lãi nhiều vậy anh chị. Còn nếu như mà anh chị bỏ vào quỹ này, mình sẽ tư vấn nó sẽ hơn dễ hơn. Anh chị bỏ 100% phát triển này, nâng cao sức này. Thế thì nhìn thấy đối với cái thằng tăng trưởng này thì quỹ của nó đấy, đến năm số 15 đóng tiền xong có 900 triệu, ở mức thấp của nó, mức thấp, nhưng mà mức cao của nó thì là 161.
thằng này ở mức thấp là 125, mức cao 184. Nếu như trung bình các anh chị mà đi tư vấn với những khách hàng mà anh chị cảm giác để mình tư vấn nó dễ, nó an toàn hơn đấy, thì anh chị hãy bỏ 100% vào quỹ phát triển này, nó sẽ dễ tư vấn hơn. Bởi vì cái đáy của mình lấy nó tốt, anh nhá, cái đáy mình lấy tốt, cái trên nó cũng không có kém đường kia. Nhưng thực tế anh chị nhìn thấy về lâu về dài để khách hàng có tiền lợi nhuận thật tốt, thì bởi vì cái quỹ số 2 này lại đâu đó khoảng 13% đấy. Đây là tăng trưởng gì nhé, tăng trưởng cái quý này đang có lại trung bình khoảng 13% thôi, nhưng cái này là rất tốt, đúng chưa anh chị? Vậy tùy anh chị tính toán giúp tôi xem là khách hàng của mình thuộc đối tượng nào. Nếu như mà để thuận tiện cho anh chị tư vấn, tất nhiên bỏ 100% quý phát triển vẫn tốt, lãng 13% là tốt lắm rồi, đừng lo lắng gì cả. Nhưng anh chị dễ tư vấn hơn đấy chị nhá. Bởi vì sao? Cái đáy của thằng người của thằng phát triển này, minh họa thấp là 4%, cao là 8,5%, tức là chỉ nó thấp hơn cái thằng phát triển năm minh họa là 5%, 0,5% thôi. Nhưng mà đáy của nó là 4%, anh chị sẽ đi tư vấn dễ hơn. Nếu những khách hàng của anh chị quan tâm đến cái món tiền thấp lấy về bao nhiêu, anh chị có hiểu đoạn này chưa? À, chị Trang. Anh chị hiểu cái đoạn này, cái ý đồ đoạn này chưa? Anh chị nhá. Nếu như mình chạy ấy, khách hàng của mình mà liên quan đến người ta hiểu được về món đầu tư, hoặc đơn giản khách hàng của mình là người dễ tính, không quan tâm gì cả, anh chị cứ thảo lên cho người ta, bởi vì khi nào đang tốt lãi rất là cao, tăng trưởng. Đúng rồi, khách hàng của anh chị thì là một khách tham gia 15, 17, 20 triệu mà người ta là dễ tính, anh chị tư vấn thoải mái, rất là dễ tính, không có hỏi gì thì thả lên cho người ta cho tốt. Còn nếu như mà khách hàng của anh chị người ta đắn đo, anh chị tính toán ít người, người ta thuộc dạng là người ta mày mò, người ta hỏi ăn nhiều, người ta kiểm tra chỗ lấy về thấp bao nhiêu, cao bao nhiêu, thì anh chị chạy 100% thằng phát triển này thì nó sẽ dễ tư vấn hơn. Cái đấy của mình là nó 4% mà vẫn có lãi hàng ngày, thì nó không thua thằng bao nhiêu phần trăm cả. Đó là một trong hai cái. Đầu tiên, đối tượng khách hàng của mình mà mình cảm giác là gì, là người ta thích đầu tư, hoặc thậm chí bản thân anh chị, nếu như bản thân anh chị thì tôi khuyên bỏ 100% hết vào thằng tăng trưởng cả, chả dại gì mình bỏ vào đấy cả, của tôi phán tất ở đấy. Là mà còn một chút nữa sẽ tính tiền cho anh chị, tại sao nó lại 3% mà mình nhiều tiền như thế nhá. Còn khách hàng nào có anh chị khó tính thì chạy sẽ dễ tư vấn hơn. Giống như là cái cột của anh chị đây này, cái cột này anh chị tư vấn này. Anh chị nhá, giống như cổ này anh chị tư vấn này, bình thường anh chị chúng ta mà chạy cái thằng UL ấy, bình thường anh chị chúng ta đi chạy thằng UL thì thằng UL cái một cái cột minh họa ở mức lãi 5% và 6,5% của mình nó nằm một cái trang riêng, còn cái thằng lãi cam kết nó nằm một chỗ riêng, đúng không? Thì chắc chưa chị? Nên là anh chị đi tư vấn như đấy thì anh chị có thể là hoặc còn mình không đọc đến lãi cam kết, ở thực tế cái lãi cam kết của anh chị mình đâu tư vấn được, được chưa anh chị? Đó, nhưng mà bây giờ mình đi tư vấn thì mình cũng chỉ dám tư vấn vào cột 5% này thôi, chứ ai dám tư vấn cột 7% này không? Đó là minh họa ngày xưa, bây giờ 6,5%, anh chị có dám tư vấn sang cái cột to này không? Và mình cũng sòng phẳng một điều là gì, nếu như mình nói như vậy sau này mình sẽ phải giải thích cho khách hàng, bởi thực tế lãi của mình bây giờ nó đâu có được 6%, 5,0, 5,1 mà, và thậm chí anh chị vào trong trang web của công ty mình ấy nó còn vào 4.7, và về lâu về dài nó sẽ giảm anh chị nhá. Vậy mình hiểu đơn vị, mình hiểu đơn giản nó là như vậy. Cái bộ sản phẩm của mình vẫn đi tư vấn của 5% này, đây là email của mình, nhưng mà cũng vẫn cùng với câu chuyện đấy, vẫn cùng số tiền đấy chị nhá, từ đầu này vẫn từ đầu vẫn 15 triệu giống nhau chị nhá, hai thằng giống nhau nhá, không có gì cả. Cái thằng này 10 năm ở
mức giá trị cao thì lấy về 284. Lấy về 284. Thấp thì là 139. Thằng này lấy về 272. Đây là 100 trang phát triển chị nhé. Vừa là tăng trưởng. Bảo toàn này. Lấy về 241. 241. Đây là tăng trưởng phát triển bảo toàn. Cùng một số tiền anh chị chạy còn với thằng UL. Với thằng UL thì lấy về 230. UL. Cùng minh họa đấy anh chị. Giống nhau nhá. Không khác nhau một chút gì cả. Anh chị chạy thằng UL và sẽ ra phần này, anh chị đi vấn được một thằng. Còn thằng IL anh chị chạy 100% ở bảo toàn ở cái cột này. Vậy mình nhìn bản chất của thằng bảo toàn của mình cũng bỏ tiền vào gì? Vào tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Thì bản chất thằng này của mình nó cũng đã ngon lành hơn rồi. Thực tế lãi của mình bây giờ trong vòng năm trung bình 5 năm gần nhất là 5.9. Cái thằng này của mình anh chị. 13 và thằng bảo toàn là 5.9% phần trăm trong 3 năm gần nhất. Vậy đơn giản thằng IL của mình mà anh chị là cảm giác mà mình chưa tự tin lắm thì mình có thể bỏ hết 100 năm bị bảo toàn khác cũng được. Thì nó sẽ trở thành UL. Được không anh chị? Anh chị chưa tự tin anh chị bỏ hết 100% tiền của hàng vào quỹ bảo toàn giúp tôi thì nó thành UL. Bởi vì cái quỹ đấy là đầu tư vào tiền gửi ngân hàng vào tiền chứng khoán và trái phiếu chính phủ. Không khác gì cả. Được anh chị? Nhưng mà chỉ biết là gì? Là lãi trung bình 5 năm của người ta có thể làm được 5.9 và thực tế cái lãi kia mình đầu tư vào cái quỹ đấy, quỹ đấy cái chủ mình ấy, thì nó đó khoảng 5.1 thôi. Cái này là 5.9. Khách hàng của mình tốt hơn. Còn nếu như khách hàng của anh chị mà anh chị muốn bỏ vào cái món khác thì món này, bỏ vào phát triển hay bỏ vào tăng trưởng thì anh chị có khoản tiền khác cho khách hàng tốt hơn. Anh chị nhìn thấy 3-4 cái minh họa của 4 cái cột và với một cái món của thằng UL của mình chưa? Vậy sàng phẳng ra nếu như cùng một số tiền đấy anh chị mà chuyển của khách hàng từ minh họa của UL sang IL thì anh chị chúng ta có minh họa tốt hơn và dễ tiêu hơn. Bởi vì tiền nhiều hơn mà. Đúng rồi. Rõ ràng cũng cùng bỏ một số tiền ra, bây giờ anh chị cầm một cái món này đi tư vấn cho khách hàng, người ta lấy về được 230 triệu. Sau đó là anh chị cầm mình vẫn đi gì thế, anh chị bảo cái này lấy về 284 triệu, khác nhau hoàn toàn chứ. Đúng anh chị. Nó khác nhau hoàn toàn chứ. Đúng chưa? Khác nhau 100% đấy. Đấy là minh họa cho anh chị nhìn thấy, đó là gì? Là cái này đang lãi rất tốt, thậm chí là gì? Cái này mình đang gọi 9% rồi. Anh chị đưa cái bảng thống kê của mình trong 5 năm của mình ra đang lãi trung bình 17% hoặc 13% này. Thì tiền nó một chút đã tính cho anh chị tiền nó nhiều hơn nhiều. Làm như vậy anh chị nhá. Với cái khúc này anh chị nắm được chưa? Có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Có hay không thì cũng phải bảo em nhé, không thì anh chị cũng ngồi một chỗ chẳng nói. Có khi nào mình đánh cấp hơn, đánh cấp hơn cái đấy không? Thế nào? Tức là sẽ đang minh họa cái mức hai con đáy và mức cao, thì có khi nào cái mức đầu tư nó sẽ thấp hơn cái đáy không? Vậy chị định nghĩa cho em là trong trường hợp nào khi cái mức đầu tư nó thấp hơn được cái đáy? Có trường hợp nào? Mình đầu tư vào kinh doanh vào cái bộ hạng mục cổ phiếu trái phiếu ấy, nhưng mà giảm như vậy nó bị giảm xuống. Ủa trước không chị cũng học đúng không? Chị có. Thằng này là cổ phiếu chị nhé, tôi trả lời chị luôn này. Nếu như trong trường hợp mà đầu tư vào thằng cổ phiếu nó giảm, nó có thị trường nó biến động, nó bị các thứ nó có giảm, thì nếu như có giảm lúc đấy thì hôm trước tôi hướng dẫn chị bằng cách nào? Hướng dẫn. Nếu như cái thằng thị trường cổ phiếu này nó biến động, nó xảy ra những cái thứ mà nó làm ảnh hưởng giống như đợt 2013-2014 ấy, cả nước mình chết cùng chết chứ không phải đâu mình đâu. Thì anh chị, lúc này cổ phiếu nó giảm thì mình sẽ làm toàn bộ cái thao tác đó là chuyển toàn bộ quỹ tiền của hàng từ thằng cổ phiếu này sang nào? Thằng sang bảo toàn. Bởi vì lúc này nó là tiền ngân hàng, bởi vì lúc này thì ngân hàng nó lại trả lãi cao. Rõ ràng anh chị nhìn thấy thị trường của mình hỏng thì thằng ngân hàng nó phát triển, vì huy động vốn ngân hàng lại có tiền, thì công ty chuyển toàn bộ tiền cho hàng sang đây là gì? Đảm bảo duy trì tiền cho hàng có lãi. Nó có trường hợp này anh chị nhá, chứ không có. Đúng.
nó có, nó thực sự khủng hoảng, nó có. Cái này thì công ty tự chịu hay là phải thảo luận với qua khách hàng? Không, khách hàng là người quyết định chứ. Anh chị nha, cái này thì alo anh chị, cái này anh chị có phải ý làm cái gì? Cái này nếu như trong trường hợp thực sự nó ảnh hưởng quá lớn như thế trong một vài năm, một năm không ảnh hưởng gì chị nhá, một năm ví dụ như vừa rồi Covid đấy, chị thấy Covid có làm sao đâu, chả ảnh hưởng gì, mình vẫn tăng trưởng 3% so năm ngoái cả, đáp lên gì vẫn lại 3%. Trong trường hợp khi thực sự mà nó nguy cơ ảnh hưởng trong nhiều năm thì anh Trần Châu Danh cộng với đồng bọn của anh ấy sẽ thông tin lại cho anh em BD các cấp để thông tin khách hàng chuyển quỹ, được chưa anh chị? Còn cụ thể như nào các chuyên gia họ mới biết biến động ra sao, chứ tôi với chị không có biết, được chưa anh chị? Đó, một năm là mình được chuyển được 2 lần miễn phí, 4 lần miễn phí, 2 lần miễn phí, đúng rồi, được 50, mất 50. Vậy anh chị tốt nhất cứ anh chị lấy hợp đồng với anh chị ấy, anh chị ra chuyển bừa đi kịp cho nó vui. Thật mà. Ố, tôi dùng chính hợp đồng của tôi để tôi có một học viên hỏi tôi này. Thế bây giờ hợp đồng của tôi cho người thụ hưởng là người yêu cũ đâu? Được, không có quan hệ gì đâu ông. Không. Thế mới giỏi. Nào, bây giờ anh chị, tôi, anh chị không tin là tôi vẫn còn hợp đồng, 4 hợp đồng của tôi dưới kia, tôi lại chuyển cho anh chị xem. Là anh chị đưa chứng minh thư đây, để tôi photo số tôi làm người thụ hưởng cho anh chị. Vui bảo hiểm người được bảo hiểm, đây là kiến thức của FFF kính thưa các chị, và người hưởng đúng phải mức tên này không, hai đồng chí này phải có mối quan hệ được bảo hiểm, thế chỗ này nó có yêu cầu phải có mối quan hệ không, nó là mũi tên một chiều mà. Tiền túi mình cho ai là chuyện của mình, đúng. Nhưng trong trường hợp thế này anh chị nha, tiền của mình tất nhiên mình cho được, alo mình cho được, nhưng tất nhiên là gì, nó liên quan đến dân sự vợ chồng con cái, nhưng mà tiền là tiền của mình, tôi làm ra thì tôi cho hai cũng được, nhưng mà tiền này có liên quan đến vợ của tôi đấy thì lại phải ra tòa phân chia các thứ, phần bao nhiêu phần cho các thứ cho nên được. Nhưng mà thì mình hiểu lúc đó là gì, hợp đồng bảo hiểm anh chị có quyền thay người thụ hưởng là người khác. Thực tế là tôi thay rồi thì tôi mới biết, tôi hợp đồng của tôi để người khác mà. Đấy, gọi là có yếu nhiều cũng không gọi này. Nhưng mà thế thì xin biết phân bổ thì lại làm trong một cái tập quan nếu cũ. Tập quan chưa có ạ. Tôi mỗi bạn ấy một hợp đồng. Khó lắm. Ví dụ 10, 20, 30, 50. Không, anh có nhiều người yêu, như tôi thì có nhiều người yêu. Nhưng mà trong cái kê khai mối quan hệ này xem như là người yêu cũ à? Mối quan hệ khác. Trong cái ô của chị mối quan hệ có ô khác, anh chị tích ô khác. Chị nhá. Nó có mà. Thực tế là gì? Là tôi bị học viên hỏi một phát, tôi chạy xuống tôi lấy hợp đồng tôi thay thử luôn. Thay được. Đấy. Là gì? Thì cái này thế thì nhá. Thực tế anh chị để hiểu rõ mình chuyển quỹ hoán quỹ thủ tục hồ sơ giấy tờ như nào ấy, thì tốt nhất là chỉ mang cái hợp đồng của mình ra để mình thử, hoặc là gì đầu tư thêm bao nhiêu tiền, hoặc là thử xem đóng thêm tiền vào cái K2 của mình nó có lẻ lên bao nhiêu phần trăm hay không, mình thử lấy chính hợp đồng để mình thử, được chưa anh chị? Năm nay đóng thì sang năm là K2 chị thử thả vào, hôm nay K2 của mình đang khoảng 80%, mình thả 5 triệu vào xem mai lẻ lên bao nhiêu phần trăm thì không động chạm gì cả, ví dụ như thế. Thì tất cả của chị phải thử trên hợp đồng mình hết, chứ mình không thể mang hợp đồng khách hàng ra thử được. Vậy cái khúc này chị hỏi yên tâm chưa? Chị nhá, trong trường hợp có biến động thì công ty quản lý quỹ họ sẽ có thông tin để khách hàng làm cái thao tác gọi là hoán đổi quỹ. Hoán đổi quỹ để đảm bảo trong tiến hành ok. Được chị? Đó. Và nếu như trong trường hợp khi chị cần như vậy thì chị hoàn toàn bạn sẽ tự tin với khách của mình. Đây là cái kế hoạch đóng phí thông thường. Kế hoạch đóng phí thông thường chị nhá. Còn với bộ sản phẩm này thì nếu với khách hàng của anh chị mà đóng phí ngắn nhất, đóng thời gian ngắn thì anh chị có thể chạy ngắn nhất cho khách hàng đóng thời gian là 6 năm. Bộ này đóng ngắn nhất là 6 năm chị nhé. Rồi, với công thức đóng 6 năm thì anh chị hiểu được một phần này. Rồi. Anh
chị nhé. Bây giờ khách hàng đang đóng đều đặt và đầy đủ là 11 triệu một năm. Vậy cái mốc 11 triệu một năm này nó sẽ không thay đổi. Bình thường anh chị cho khách hàng đóng nhân với 15 năm thì hợp đồng ok đúng chưa chị? Những khách hàng bảo bây giờ đóng 6 năm thì đóng thế nào? Anh chị chạy làm cho 6 năm nó ra được hợp đồng mà nó vẫn sống chứ nó không chết. Thế chị hiểu bản chất là gì? 11 triệu này của khách hàng trong 15 năm mình vẫn phải tính làm sao nó đủ. Vậy trong 6 năm khách hàng cũng phải đóng đủ là gì? 11 nhân với 12 năm. Đối tượng 12 năm anh chị chạy với gian hợp đồng vẫn sống bình thường. Vậy bây giờ đúng 12 năm này gồm nó vào thành 6 năm. Vậy có nghĩa là chỉ 1 năm người ta sẽ phải đóng 22 triệu. Chưa chị? Và là gì? 22 nhân với 6 năm. Trong đó 11 triệu là cái gốc bảo hiểm cho người ta phải giữ nguyên. 11 triệu gốc là bảo hiểm vẫn phải giữ nguyên đấy chị nhá. Chứ mình đừng có tăng tiền lên thành mệnh giá bảo hiểm là 22 triệu. Tổng thành 22 triệu là hỏng đấy. Đúng rồi. Còn cộng với 11 triệu là dư bên ngoài. Được chưa chị? Thì hợp đồng sẽ chạy ra 6 năm là sẽ sống được. Tí nữa chị chúng chạy ngay lập tức sẽ thấy ra 6 năm là sống được. Tại sao chạy 6 năm? Bởi vì cố gắng hết 6 năm để lần gì người ta được cái thưởng duy trì hợp đồng lần thứ 2 này. Thì quỹ nó sẽ tốt hơn đó chị nhá. Quỹ nó sẽ tốt hơn. Đó. Còn thực tế có một số khách hàng anh chị em người ta chạy minh họa ấy, là người ta đóng có 3 năm rồi. Đóng rất nhiều tiền và đóng có 3 năm thôi. Và bắt đầu từ năm thứ 3 người ta lại rút tiền và tự cái tiền đó chấm nó. Đóng đủ 3 năm, 3 năm lại gộp tiền nhiều hơn. Đấy chị, nếu như 3 năm thì gộp lên. Đấy chị, 3 năm gộp lên thành 14 nhân với 14 nhân 3 đúng không? 2 5 3 3 nhân 3 là 99 năm rồi, phải đủ tiền này chứ. Thì đi đang đóng 22 triệu một năm thì sẽ phải đóng 33 triệu, nó vẫn ra 100 tổng là 132 triệu. Thì đóng 33 triệu gì phải 44 triệu chứ, đúng chưa anh chị? 100 tổng nó là 132 triệu mà, thì cái này tổng phải là 132 triệu, trong đó là gì? Nó sẽ là 11 và 33, đóng được 3 năm 33 triệu phí đầu tư, đúng rồi. Thì đóng 3 năm nó sẽ sống được. Thực tế nếu như anh chị chạy cái món này ấy, đóng 3 năm và 14 triệu như trên ấy, và 33 triệu đầu tư như trên ấy, 44 triệu năm ấy, thì thực tế cái minh họa của thằng 3 năm lại đẹp hơn thằng này. Minh họa thằng này nó sẽ đẹp hơn này. Bởi vì người ta thả tiền đầu tư nhiều hơn từ đầu, ngay từ đầu. Tiền minh họa sau nó sẽ đẹp hơn. Vậy để hướng dẫn chị, gồm nó đóng ngắn cũng có, ngắn cũng được, chung chung được, 6 năm được. Còn không đóng theo truyền thống cũng được. Truyền thống cứ 15 năm là ăn chặt, bao nhiêu tiền cũng được, cứ như vậy là sẽ duy trì hợp đồng. Được chưa anh chị? À, không đánh tâm anh. Anh chị có câu hỏi nào cho cái khúc này không? Dạ, thưa chị hỏi. Nếu mà chạy 3 năm thì cái số tiền, cái bệnh hiểm nghèo có giới hạn trong 3 năm có không? Không, thằng bệnh nghèo mà mình chạy 25 năm chứ. Tại vì tôi không tập hiểu thì sao tôi hiểu như em là họ chỉ bệnh nghèo chỉ được bảo vệ trong cái thời gian mình đóng phí thôi. Rồi để em xem mình lại. Em nghĩ là cái sản phẩm này là chỉ có ăn phút thì mình được đóng phí thôi. Cái này nó có chạy 25 năm mà anh chị? Cái này là nó có chạy chẳng qua là mình đóng phí. Rồi anh chị, đợi anh chị, đợi em. Đóng 3 năm đúng không?
con đấy nhiều mà. Đấy là sản phẩm an tâm trong ngành. Nếu như tôi không nhầm là đóng 3 năm nó vẫn bảo vệ 25 năm bình thường. Không thay đổi. Mình để ví dụ như là đóng 15 năm để bảo vệ 50 năm thì nó vẫn chạy. Không, cái tăng mà bệnh nhiệm mình tối đa chỉ là 25 năm thôi. Đúng rồi. Thì mình có 5 năm để 25 năm thì nó vẫn chạy. Ok. Rồi một chút nó sẽ ra. Rồi anh chị nắm được cái món mình đóng ngắn, đóng trung và đóng theo thông lệ bình thường chưa anh chị? Anh chị nhá, vậy từ sáng giờ mình gạch với nhau có hai món rồi. Món số 1 đó là với cái minh họa của thằng IL này, mình chạy ra với cái mức tiền của khách hàng ấy. Là anh chị cảm thấy tự tin hơn mình đi tư vấn chưa? Có nhiều tiền hơn không? Nói sang mồm hơn không? Rồi cái số 2 là hướng dẫn anh chị chúng ta có các kiểu đóng khác nhau. Lưu ý anh chị nhá, đóng như vậy thì mình phải áp dụng mình bằng mình phải nguyên tắc mình phải áp dụng đúng cho khách hàng như thế thì hợp đồng mới ra được. Chứ còn anh chị mà bảo là gì, khách hàng một đóng 6 năm mình lại dồn toàn bộ 22 triệu lên, sau đó sang năm tôi hạ phí xuống, đừng có giả như vậy anh chị, đừng có giả như vậy. Bởi vì tôi chứng minh cho anh chị biết một điều là gì, 22 triệu này anh chị, chúng ta đang có 11 triệu ở đây, 11 triệu là tiền hoa hồng của mình, 11 triệu là có 3%. Nhưng mà anh chị nhìn thấy là gì, có thể có rất nhiều cái anh chị chúng ta lại tống thẳng 22 triệu ở đây để vì lấy hoa hồng của cả 22 triệu, nó tốt hơn. Sang ra lại giảm 11 triệu cho người ta, nói như vậy là giết người ta. Bởi vì số 1, cái thằng tay chị có đấy này, của mình này, là khách hàng người ta theo dõi được hợp đồng người ta đúng không anh chị? Bao nhiêu tiền là có đấy. Vậy nếu như các anh chị bây giờ cộng với cái lãi thực tế 17% của mình, người ta có đầu tư như trên thì nó sẽ lấy phần hình tính tiền cho chị ấy. Thì sau khoảng 2 năm người ta đóng tiền vốn người ta gần hòa rồi đấy, mặc dù người ta chưa được rút tiền đâu, nhưng mà nhìn đến tài khoản người ta đóng tiền của mình 22 triệu trong 2 năm, tổng tiền 14 triệu cũng bằng cả đầu tư của mình 17-18% bằng nữa 2% nữa. Nhìn đến năm thứ 2, thứ 3 vốn người ta gần hòa, thì lúc đấy anh chị dơ cái phương bảo kiếm của đây tay chị có đất thái hợp đồng gần hòa 1-2-4 rồi, lúc đấy khách hàng sướng anh chị chưa thêm hợp đồng nữa. Nhưng còn bây giờ anh chị dí người ta hết 22 rồi, bởi vì năm đầu tiên người ta trừ công ty mình trừ phí cơ bản các thứ xong rồi không còn bao nhiêu tiền đầu tư cả, 3-4-5 năm sau hợp đồng người ta vẫn chưa dồn được tiền, chưa nhìn thấy tiền đâu cả. Thì cái việc anh chị mà được cái năm đầu tiên của mình một hợp đồng ấy thì so với những hợp đồng đằng sau của mình anh chị khó, chúng ta phải tư vấn hợp đồng đằng sau hơn. Với cái bộ đồng này từ năm thứ 3 đầu tư trở đi thì anh chị vào đây chỉ có đất xem cái giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng này thì nó gần hoàn vốn này thì khách hàng sướng, tâm lý nó sẽ sướng hơn. Anh chị khai thác hợp đồng số 2, số 3 thì người ta sẽ tốt hơn, mình chạy như vậy anh chị nhé. Không chạy sớm thì món này chạy món này hỏng hết, mất tiền. Hợp đồng của mình sẽ của mình không, bây giờ cũng lại chốt lại cuối cùng là bây giờ mình là lợi nhuận của mình đúng không, là tiền mình đúng không. Thế bây giờ nếu như mà bạn lấy hoa hồng năm đầu tiên rồi, làm sao bạn giảm đúng không? Không, có thêm là thêm làm thứ tư luôn thế. À thì cùng mình cho thêm vào. Cùng mình cho thêm vào. Anh chị em mà thử ấy. Đấy một chút nữa đến cái phần này cho chị em này. Ở đây nó ra đây này. Rồi chị nhanh đi chạy xong chị nhá, ơn ạ. Anh chị nắm được ba cái món, ba cái mục của mình chưa? Hôm nay chưa? Hôm nay chưa? Được chưa anh chị? Ba mục của mình anh chị nhá. Ba mục của mình số 1, nếu như khách hàng của mình là tiền con ông tiền thì tham đồng thích tiền thôi ấy, thì cho nó tăng trưởng nhiều tiền nó sướng, cầm 17% đi nói nó sang mồm. Được chưa? Còn mà khách hàng của mình mà người ta thuộc dạng đó là người ta tính toán, người ta phân vân, người ta bảo là tối thiểu bao nhiêu, tối đa bao nhiêu, tức là anh chị tiếp xúc khách hàng anh sẽ biết tính cách khách hàng đúng không ạ? Thì anh chị bỏ vào phát triển để làm gì? Cái đấy của phát triển mình có minh họa 4% thì nó tốt tiền hơn. Cái trên của mình 85% mình cũng không phải ít tiền quá, dẫn tới là gì? Các anh chị dễ tư vấn, dễ bán hơn. Còn trong trường hợp mà anh chị nào mà khách hàng của mình mà không có đầu tư đầu theo thì chúng bạn thì bỏ tất cả vào bảo vàng, bỏ tất cả vào vàng. Cho dù có bỏ vào bảo toàn chắc nữa anh chị, bảo toàn cái thằng UL của mình ấy đang trả cái khoản 5.0%,
và dự kiến càng về sau nó sẽ càng giảm, càng mãi giảm. Ở những thời đầu như anh Ngọc và chị Xoan làm đây thì tôi không nhớ là 2010 và 2011 đấy là lãi đến có thời điểm công ty trả cho các bạn 11%, 12%, đúng chưa chị? Và đến bây giờ thì sao, cái sản phẩm An Tâm 2014 của anh chị ấy biết bây giờ mấy phần trăm của anh chị đấy chị nhá, khoảng 4,7. An Tâm 2014 với chị này, 2014 này, đến bây giờ là 2022 này. Thì lúc đầu anh chị minh họa của khúc này còn 8% đây này, bảo anh chị đấy cái khúc là 8% này, nhưng mà bây giờ báo cáo các tướng là bây giờ đang trả được có 4,7% rồi. Xu hướng nó sẽ thế chị nha, xu hướng nó sẽ giảm, nhưng không sao cả, thì giảm cái nó. Nhưng thay vì thế, nếu như mà anh chị bảo là thôi chạy vào thằng đầu tư này nhưng bỏ vào quỹ bảo toàn, bỏ 100% quỹ bảo toàn thằng này, thì bây giờ công ty cũng đang trả được cho khách hàng 5,9% trung bình trong 5 năm. Ngon hơn không? Ngon hơn nhá. Vậy nếu như bây giờ kể cả UL mà anh chị chuyển sang cái minh họa này cho khách hàng, chạy nó ra được hợp đồng ấy, thì cũng chạy vào cái này cho khách hàng được. Thay vì thế mình dùng cái này cũng được. Cái này nó lãi hơn cái thằng UL của mình ấy. Thằng UL của mình bây giờ chỉ có bỏ thẳng tiền vào các lô trái phiếu chính phủ mình đã mua rồi, hoặc rất nhiều thứ. Nhưng cái món này tại sao nó lãi hơn? Bởi thực tế thưa anh chị, bản chất cái thằng doanh nghiệp mà nó chạy ở nước mình ấy, thì nó sẽ phải có, nó phải có cái tôi không nhớ chính xác, nó là cái quy định nó phải mua bao nhiêu cái trái phiếu chính phủ của mình ấy. Thì thằng start up, thằng lớn, thằng bé đằng sau ấy, thì là cái công ty của mình ấy, là ông nào sống nào chết có bao nhiêu phần cổ phiếu trái phiếu nó bắt đầu mua đi bán lại. Mua đi bán lại cổ phiếu à, trái phiếu chính phủ nhá. Thì cái việc mua đi bán lại như vậy thì nó mới chênh lên, chênh lệch lớn thì mày có lãi lớn cho khách hàng được. Chứ còn để nguyên tiền mà để gửi cho nhà nước của mình nó trả lãi có đúng một lần một cái khoản lãi cố định thôi. Thì làm sao mà lãi nó cao được? Đấy thằng UL nha chị nhá. Thằng UL bỏ nguyên bao tiền như vậy làm sao lãi cao được? Nhưng thằng này nó thì mua bán trái phiếu. Công ty của mình làm tốt hơn, giỏi hơn, mua giá rẻ bán giá đắt. Đấy, được nhiều tiền chứ ông đi, ông phá sản hoặc là ông không làm ăn được thì tôi mua lại trái phiếu của ông thôi. Mua lại. Có thể 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm tùy. Mình mua lại sao là công ty lập cần mình lại bán đi. Lấy chênh lệch thì mình mới có lãi của thằng bảo toàn nó đến 59%. Là như vậy anh chị nhá. Vậy chốt lại với anh chị là gì? Ba cái cột này, anh chị lên giúp tôi là chạy một trong ba cột này thôi. Đừng chia ra. Tập trung vào một trong ba cột và tùy đối tượng khách hàng của mình, anh chị thảo luận được. Còn thông thường nếu như mà bản thân tôi đi tư vấn là tất tần tân tôi cứ tải hết vào cái này cho nó nhiều tiền. Thế thôi. Được chưa chị? Còn nếu trong trường hợp mà anh chị làm cho khách hàng mà nó thuận tiện hơn ấy, thì năm đầu tiên anh chị cần phát triển đi tư vấn được. Năm đầu tiên cần phát triển thì nhá, để dễ tư vấn. Năm thứ hai bảo ôi người dạy chị cái quỹ này nó tốt lắm, nó lãi nhiều hơn, thì để chuyển từ phát triển sang tăng trưởng. Không ảnh hưởng gì cả. Được chưa chị? Nó làm sao cho khách hàng lấy nhiều tiền nhất thì thôi. Đó. Thứ ba là gì? Minh chứng cho anh chị biết là gì? Khi mình bỏ tiền vào đây, mình bỏ tiền vào đây có mỗi 2 triệu thôi, mình bỏ tiền vào đâu? Đầu tư vào đâu? 2 triệu vào đầu tư được không? Hay như nào đó? Thì đề nghị các tướng là cầm đúng hợp đồng của mình và mỗi tháng lấy lương của cụ đây chia xong thả tôi đúng 2 triệu vào đây. Mỗi tháng bỏ 2 triệu thôi chị nhá. Sau này chị bao nhiêu tiền đây? Có công thức đấy, tính đây. Đấy anh chị. Không có đóng phường chị, đúng rồi. Ông không có mọi người cả. Cứ đóng phường cho cụ đây chi là chắc nhất. Dạ. Anh chị nha, đây là cái anh Golden Buffett. Anh Buffett nhé. Anh có nói một câu là gì? Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi dưới bóng cây râm mát bởi của ai đó đã trồng nó từ rất nhiều năm trước. Và rõ ràng câu chuyện là kể cả việc đầu tư cũng thế anh chị. Không thể có cái món nào mà là trồng cái ăn ngay đâu. Ôi, còn cái bản nhạc tan nhà nát cửa đấy thì nó không phải là đấy. Nó không phải là đầu tư. Đấy cái bản nhạc tan nhà nát cửa đấy chứ. Còn rõ ràng khi bây giờ anh chị nhìn thấy là gì? Là mình mà muốn đầu tư có được lợi nhuận tốt thì một yếu tố bắt buộc đó là thời gian anh chị. Cái này là bắt buộc phải có anh chị. Số 2. Nếu như trong cái trường hợp mà anh chị chúng ta liên quan đến lướt sóng các thứ ấy, thì mình phải có vốn và mình phải có kiến thức. Nếu như khách hàng nào của anh chị mà bỏ vào 500 một tỷ thì hãy báo cho anh em đi tôi để tôi liên hệ đơn vị quỹ để nhờ người ta cố vấn cho. Khách hàng bỏ nhiều tiền vào mình và hỏi anh chị nhé, bỏ thời điểm nào và đến khoảng bao nhiêu lâu thì rút ra và lãi được khoảng bao nhiêu phần trăm mà nhờ ta tính toán cho, thì
thì báo rằng 500 một tỷ người ta nhiều tiền chứ, mình nói với người ta. Đó. Vậy bây giờ tôi sẽ dẫn chỉ cái món số 4 trong buổi sáng ngày hôm nay là gì? Với tất tần tâm những món này thì cái công thức để tính tiền cho khách hàng khi kết thúc hợp đồng là công thức nào? Tiền cho nó lãi ra sao? Mình nhìn thấy minh họa như vậy đúng không chị? Vậy công thức để tính tiền, khách hàng hỏi bây giờ tính tiền cho tôi trong mười mấy 25-30 năm là của tôi sẽ có bao nhiêu tiền khi tôi lấy về và đáo hạn thì tính theo công thức nào? Được chưa anh chị? Em bật đây thì bị chói. Bản chất của cái bộ hợp đồng này mà khi chị tính để cho khách hàng của mình ấy, bản chất cái hợp đồng này khi chị bán khách hàng nhá, một ví dụ bây giờ là đại gia đếm bỏ vào đây 50 triệu, cứ ví dụ như thế, bỏ 50 triệu làm công để cho hẳn 45 tỷ, đại gia bỏ 50 thôi, 5 số 1 và bỏ dần cứ là nào cũng 50 triệu. Bản chất bỏ vào đây số 1 thì tiền của khách hàng sẽ được quy ra một phần, nó là phần số lượng đơn vị quỹ, hay nói khác là số chứng chỉ quỹ. Mình bỏ đây mình sẽ mua chứng chỉ quỹ đấy chị nhá. Ví dụ thời điểm này giá anh ấy mua vào là giá 15.000 một đơn vị quỹ. Thì quy từ 50 triệu này nó sẽ tiền này sau khi trừ hết nhiệm vụ bảo vệ rồi chị nhá. Tiền này chỉ bán để đầu tư đấy, trừ hết bảo vệ rồi. Chị nhỉ. Nếu sẽ ra được đó là 50 chia 15 nó sẽ ra được triệu đồng đơn vị. Chị giúp tôi. Năm thứ hai anh ấy mua với giá 17. Đúng chưa anh chị? Năm thứ hai anh ấy mua với giá 17 thì anh ấy được triệu đồng đơn vị. Năm thứ ba anh ấy giá 16 triệu đồng đơn vị. Năm thứ tư anh mua giá 10. Với giá của mình được. Anh ấy sẽ được A, B, C, D, đơn vị quỹ. Bản chất giống như là anh chị đang đi mua số mét vuông đất mình sở hữu ấy. Cái số này nó không thay đổi gì nhá. Trừ khi anh chị bán đi thôi. Anh chị rút tiền ra, bán bớt đơn vị quỹ của mình đi để mình rút tiền ra. Và .. cho đến khi kết thúc đóng phí và kết thúc hợp đồng thì anh sẽ cộng với tất cả là A cộng B cộng C cộng D cộng đồng chấm. Tất tần tân những năm anh nộp tiền vào để anh mua số lượng đơn vị quỹ. Và cuối cùng mà anh tất toán ấy, thì anh sẽ nhân với cái giá ở cái thời điểm tất toán, nó sẽ ra tiền. Anh chị ở bản chất nó chưa? Sau khi trừ nhiệm vụ bảo hiểm thì tất tân còn tiền của mình bao nhiêu, công ty sẽ anh chị khách hàng sẽ sở hữu số lượng chứng chỉ quỹ của công ty mình. Ở quỹ đấy có quỹ phát triển năng trưởng hoàn toàn đấy, số lượng chứng chỉ quỹ của mình đó, và cộng tất tần tân ra một cái mớ cuối cùng sau 15 năm 20 năm, tổng số lượng lên nhân với giá tại thời điểm anh ấy tất toán thì ra tổng tiền của anh ấy bằng vậy. Giá thời điểm này 15, anh chị hôm trước dùng công thức của mình ấy là 25 sau là kinh tế Việt Nam nó sẽ thế nào ấy, nên như đấy này đúng không chị? Với tôi cần đơn giản là lúc anh ấy mà anh ấy mua ở đây là 15, cúc này anh nhận về 20 cộng tất tần 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 rồi lại nhân với 20 thì ra tiền của anh chị ở nội dung chẳng, cho nên nó nhiều tiền ở chỗ đấy. Anh chị hiểu một nắm được công thức lấy tiền thế nào rồi đây là công thức tính tiền cho khách hàng chị nhé. Còn cái lãi ở trong đây chị, cái lãi trong đây ấy, cái lãi kép trong đây thì nó công thức tính của nó sẽ khác một chút nữa cho anh chị có một minh họa cụ thể, có viết cụ thể. Còn để giúp cho anh chị chúng ta nhìn thấy nó là gì, đó là cái hợp đồng của mình lúc nãy chạy cho anh chị là khách hàng người ta chỉ có được minh họa đến 20 năm đúng không ạ? Kịch kim là 20 năm đúng không anh chị? Vậy bây giờ Sơn năm nay bao nhiêu tuổi? 33. 33 thế thì phải độ 30 năm nữa về hưu nhỉ? Sao không có tiền đâu? Đúng không chị? Không,
50 tuổi chị Xoan đây được chứ hưu. Bây giờ chị đang muốn thầy tính cho tuổi của chị là 52 tuổi. 52 tuổi làm gì ạ? Tính cái em này em đang tính cho Sâm là gì? Nếu như cộng 20 năm nữa bạn ấy mới có 53 tuổi. Đúng chưa chị? Nhưng mà bạn ấy muốn hỏi là gì? Cái năm 63 tuổi của bạn ấy là bao nhiêu tiền? Anh chị hiểu nội dung không ạ? Giờ tính ngoài cái biểu đồ của mình ra, anh chị phải tính cho tiền hàng nữa. Thì gửi tới anh chị cái công thức là gọi là công thức 72. Còn tại sao là công thức 72 tôi không biết. Nó là hàm lượng tôi đang nhớ. Tại sao 22 và 4 tôi không biết. Ai nghĩ ra đấy thôi biết. Nhưng tôi lại là cả thế giới đã áp dụng công thức này. Đây là công thức trong tài chính anh chị nhé. Còn tại sao công thức tôi không biết. Đừng hỏi tôi. Đó là công thức 72 chị nhá. Đối với quy luật và cái ứng dụng của công thức 72 này được định nghĩa như sau thì xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một thước phim nhỏ nhỏ thôi. Minh họa của anh chị chúng ta đang là 9% đúng không ạ? Nhưng mình đang trả là 17% trong 5 năm gần nhất. Và tôi không cần 17% cho đến khi hết hợp đồng đâu. Tôi cần 12% cho chị gì đó. Cũng cần một tiền gốc đấy. Tiền đấy còn đấy. Cái tiền nó bỏ vào được. Hoặc tôi nói gì đấy, chị bỏ 2 triệu vào đây. Mỗi năm chị bỏ 2 triệu, mỗi tháng chị bỏ 2 triệu vào đấy. Thì tiền nó lên như thế này. Mình đang từ 9% lại đến 12% nó khác nhau. Hoàn gốc vẫn là 5.000 đô giống nhau. Với cái lãi 12% nó lẻ đấy nó khác đấy chị. Cứ 9 năm một lần thì tài sản đến tôi, chứ năm mình cũng thôi. 6 năm một lần tài sản đến tôi rồi. Tiền nó khác đi. Từ 9 đến 12% nó khác nhau đấy chị. Vậy tôi chỉ kỳ vọng là gì? Đến kết thúc hợp đồng mà tôi được nhận cái mức lãi suất mà công ty làm cho lãi 12% trong vòng 15, 20 năm. Là nó nhiều tiền lắm. Không biết gì được cả. Khác chưa chị? Đây là công thức của người ta sẽ tính là gì? Là với mức mức tiền gốc và trên một số lãi cố định thì 30 năm tài sản người ta sẽ tăng gấp 2 lần. 30 năm tài sản tăng gấp 2 lần, đây là công thức 72 chị nhá. Công thức 72 được định nghĩa như sau, cho anh chị hiểu luôn. Công thức 72 nó là hàng đẳng thức là bảng chủ trương anh chị nhá. Công thức này áp dụng cho ngành tài chính. Đó là
để tính tài sản gia tăng gấp 2, gấp đôi tiền của khách hàng có bao nhiêu tiền trong tài sản gia tăng gấp 2 lần lên sau N năm và sau một số năm tính ra dựa trên lãi suất cụ thể và ngược lại. Sau N5 dựa trên lãi suất cụ thể. Tại sao N? Vì là cái này mình phải dùng khung từ 72 chia cho cái lãi, nó sẽ ra số 5, nên là tôi cũng biết là bao nhiêu năm. Ví dụ bây giờ anh chị, bây giờ là anh Ngọc, anh đang có 1 tỷ, anh ấy mua một hợp đồng An Thịnh đầu tư 100 triệu của công ty, anh bỏ 1 tỷ vào đây, bỏ vào chơi. Vậy 1 tỷ của anh Ngọc sẽ bao nhiêu lâu được gia tăng thành 2 tỷ? Áp dụng công thức ông thần 72 chia cho cái thực tế hiện nay cái lãi của mình, nếu như minh họa của mình thì mình đang để là 9% đúng chưa chị? 9% thì bằng 8 năm. Vậy nếu như anh Ngọc có 1 tỷ bỏ trong đồng đầu tư thì 8 năm sau 1 tỷ thành 2 tỷ với mức minh họa 9%, đúng chưa chị? Còn nếu như mà bây giờ mình thì đã lãi nhiều biết rồi, dạ sao lãi nhiều biết, chị sao biết đúng hơn 2 tỷ? Chị bình tĩnh, mới đâu 9% thôi mà. Nghe thấy nó nhiều quá. Ồ, 16% mới sản. Thế là mình cứ cho vay tiền cả lấy lãi hàng phần tiền. Nếu như lãi là 12% bằng là công thức này lãi nhiều quá. 6 năm. Để nguyên tiền đấy trong 6 năm với cái mức lãi 12% mình làm được thì tiền của anh Ngọc sẽ có gấp đôi tài sản của mình lên tại năm số 6. Từ 1 tỷ thành 2 tỷ. Thì đấy, trời ơi, tại sao người ta bỏ tiền vào đây? Đấy, đi làm thì cái vô thần đâu vào đâu. Thế tại sao bây giờ câu chuyện hôm rồi là cái anh Lê Mạnh Ninh mà là cái anh đi phụ trách thế chỗ của tôi ở Hiệp Hòa với Dũng ấy. Anh ấy làm Blue. Và trước khi anh ấy rời Tây Hồ, anh phụ trách Blue Tây Hồ. Trước khi anh về đây thì là anh ấy có đi chốt giúp cho cái chị giám đốc tổng quản lý ở đấy hai hợp đồng của một cái anh làm ở trong doanh nghiệp, hai hợp đồng tổng cộng 4.4 tỷ, hai bằng 4.4 tỷ chị nhá, một hợp đồng 1.8, một hợp đồng 2.6. Đấy, người ta bỏ tiền vào đấy mà, tôi chắc cứ bỏ vào đây với cụ đây chi là trong 3-4 năm sau là tiền mình ăn chắc mặc bền. Còn bỏ vào cụ đất thì lại giống như trước kể chuyện anh chị là bị mấy con cá mập vào đất hết, nó ngoan hết. Với trung bình 17%, anh chị thấy giúp tôi 72 chia 17 bằng 35. 72 chia 17 bằng 4.235. Nếu như anh Ngọc có bỏ 1 tỷ cùng với công ty từ 27 đến bây giờ, bỏ dư 1 tỷ với công ty để đầu tư từ 27 bây giờ thì anh ấy thừa 2 tỷ đấy. Bởi vì mình 5 năm rồi mà, 4-5 năm mình dư rồi. Lãi mình đang có đấy, 17% nữa tôi gửi cho anh chị ấy. Tính ra chưa chị? Tôi quyết định cho mình đấy chị nhé. Vậy công thức này tính cho anh chị áp dụng vào cái hợp đồng mình ra sao? Thường người đi như là thầy Bách hôm nay đang là tư vấn nhé, mình là khách hàng nhé, đặt như vậy đi, dễ hiểu. Đây là một khách hàng tuổi bằng anh Ngọc, có đứa cháu nội cháu ngoại, ít nhà nhà có ít tiền như giấm rú cho cháu, nhưng mà cho bố nó mà phát 10 triệu một năm nó tiêu hết. Thôi tao làm cái sổ cho cháu ngoại của tao, có đứa đổ tóc sâu nữa tao. 10 triệu, 11 triệu hợp đồng. Và tính tiền cho cháu như sau. Cháu đến thời điểm này cho cháu làm đến ngày có năm số 20 là có 195 triệu. Vậy đến bao nhiêu năm nữa thì tiền này nó sẽ tăng lên?
đến thời điểm cháu 30 tuổi hơn đó thì ông ngoại để lại cho cháu được một khoản tiền là bao nhiêu? Bởi vì sau này minh hoạt không ra được đúng không chị? Vậy anh chị giúp tôi dùng cái công thức đúng công thức 72 này áp vào đây, tôi sẽ ra tiền, ra số năm tiền gấp đôi lên anh chị, tính tháng tháng với cả, được chưa anh chị? Vậy cái năm này mình đang là 195, thì sang chưa chị? 195 thì chị dùng công thức là gốc người ta là 195, gốc là 195, gốc là 195 triệu, 195 triệu. Minh hoạt của chị đang là 9%. Vậy từ năm 20 đến năm số 28 thì tiền người ta sẽ làm 195 nhân với. Anh chị dùng đúng công thức này, khách hàng muốn tính đến bao nhiêu tuổi cũng được. Đến bao nhiêu tuổi cũng được chị nhá. Còn bây giờ tôi tính cho chị đến 99 tuổi, tại sao minh họa này Bộ Tài chính không cho phép chạy đến 99 tuổi? Nếu như chạy đến 99 tuổi nó nhiều tiền quá. Tôi tính hết anh này chị là 30 tuổi chị nhá. Tôi tính cho đến đủ 99 tuổi và đóng có 11 triệu một năm. Được chưa? Gốc là 30 tuổi. 30 tuổi. 28 năm sau là 58. Xong là 36 năm sau là 195 nhân với 27 nhân với 12. 36 là 66. 40. Tổng 48. 44 là 195 nhân với 2 rồi nhân với 2 rồi nhân với 12. Lúc này mới là 70. 74 44 là 50. 52. À 52. Là 195 nhân 2 nhân 2 nhân 2 và nhân 2. 52 mới là bao nhiêu ạ? Là 82 tuổi đúng chưa chị? Hợp đồng của mình đến 100 mà cộng thêm 8 năm nữa là 60. Đấy, cụ 90 tuổi. Cụ 90 tuổi thì sẽ là 195 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 và nhân 2. Giúp tôi số cuối cùng là bao nhiêu? 580 tuổi. 5 lần số 2. 900 đấy. Sáu tỷ 6.240. 6.240. Anh chị này bỏ có tí tiền 11 triệu một năm. Đóng 15 năm. Để đến 80 tuổi tiền không? Đấy là có 10 triệu một năm anh chị nhá. Con cháu chuyện hàng xóm tranh nhau 15 năm. Thì không phải trả tiền đấy. Không được rút, không rút thì làm cả để nguyên sim. Mình đóng nó 10 năm, 10 năm 11 triệu. Tổng là 165 triệu. Đấy là 9% thôi chị nhá. Còn nếu như mà nó lên là 12% nó tập với chị tiền. Tại sao tôi bảo anh chị khách hàng có đóng ngắn hay đóng dài, anh chị phải giữ nguyên để hợp đồng 2-3 năm sau mình mở ra đi chi collect ra, hợp đồng ta hòa tiền rồi, hoặc giữ tiền này, có lãi người ta sướng, nó thật với anh chị đấy. Cái tiền lãi người ta tiêu được. Rút thoải mái chị, từ năm thứ 3 rút thoải mái, ai cấm. Có tiền cứ rút thôi. Đây là chỉ có phí cơ bản, chứ không tính đầu tư chị nhá. Nếu như bỏ anh chị bỏ thêm mỗi tháng 2 triệu vào nữa thì hợp đồng anh chị nó nhiều tiền lắm. Nó nhiều tiền lắm. 1952 là cái gì chứ? 1952 cái này. Tiền năm thứ 20. Bà mình đang tính tiền cho những năm đằng sau. Xem nó là cái cho nhân 2 ấy. Là nhân 2 à? Vâng. Đang mình đang dùng cái công mình đang dùng công thức thần thánh. Công thức thần thánh là gì? Là tài sản sẽ gia tăng gấp 2 lần. Sau N năm dựa trên một cái lãi suất cụ thể. Thì để tính N năm thì mình dùng 72 chia cho lãi cụ thể của mình thì sẽ ra số 5 tiền của em sẽ tăng gấp 2 lần. Được chưa anh chị? Thì minh họa của mình đang là 9% thì mình sẽ dùng 72 chia cho 9. Ra 8 năm mà tiền sẽ gấp đôi lên. Thì cái con số càng cao. Nếu con là cái lãi suất càng cao. Nhân 8. Rồi bằng cái lên chị nhìn nhá. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 126 với 198. 12 đến 28 luôn chị. 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 số 12 là 108 này. Được chưa chị?
18 này. Thì đến năm số 20 là khoảng 195. Đúng gần gấp đôi chưa anh chị? Xếp xếp mà. Được chưa anh chị? Vậy mình cũng tính tiền xếp xếp với hàng thôi. Nó sẽ là như thế anh chị. Bởi vì lần sau này mình minh bạch mình không còn được nữa. Khách hàng hỏi được xong cô bao nhiêu tiền cho chó phải của tôi. Để tôi biết được thì nó nhổ tóc sâu cho tôi. Tính tiền đấy. Nó nằm ở đây. Đấy là công hợp đồng 10 triệu anh chị nhé. Tại sao các đại gia người ta bỏ vào cả tiền tỷ nhưng người ta nhìn thấy mà người ta tính toán được. Mà thực tế bản chất của câu chuyện này là gì? Hôm nay mời khách hàng phân tích như này. Thầy tôi xem đoạn video trên YouTube của thầy Lê Thẩm Dương ấy. Cái đợt mà thầy đi học với nước ngoài thầy bảo là thầy ấy sang nước ngoài có 800 bao nhiêu đồng như vậy? 800.000. Cái đấy để nuôi cái 300.000 viện phí. Để nuôi viện phí chị nhá. Báo cáo chị là thầy Dương có nói câu này, cái lúc mà thầy sang Tây thầy học bên đấy ấy, thầy chửi bảo mẹ cái sàn chứng khoán bên kia của chúng nó sao tóc chả thấy thằng nào cả. Nó không phải chứng khoán nước mình, chứng khoán nước mình là cứ vài trăm con người cho dán mắt lên rồi la. Nhưng bên nước ngoài thầy bảo là bên đấy ta không có thấy có thằng nào nó giống bên mình sàn chứng khoán bán theo. Thực tế hình thức này của mình được gọi là gì? Hình thức ủy thác đầu tư chị. Vẫn nhanh chị rồi, điểm mạnh của anh chị là cái gì mình làm đúng điểm mạnh đó, tôi không biết chỗ nào để đi thuê. Tội gì mà mình làm gì? Bây giờ mình không biết đầu tư ấy. Thuê anh Trần Châu Danh. Tôi nói thật sự với anh chị, bây giờ cả một cái công ty tài chính lớn như thế, toàn chuyên gia như vậy, mình bỏ vào 10 triệu với 20 triệu mình đã thuê được nó rồi. Thật anh chị thuê cái gì chuyên gia đầu tư anh chị được 10 triệu 20 triệu, có mỗi cũng có đầy chi mới thuê được thôi. Anh chị thuê gì đầu tư được 10 triệu 20 triệu thuê người ta? Đúng không ạ? Và thậm chí bây giờ đơn giản là gì? Học một cái khóa tài chính ở ngoài thôi, các chuyên gia đấy với lớp bản mang công thức xong mất bao tiền triệu, chục triệu, 20 triệu khóa. Nhưng mà đây thuê cả Trần Châu Danh và đồng bọn một tấm nó làm tiền thế này mà 10 triệu một năm thuê để đợt đây chi bảo vệ nữa. Trời ơi, tôi thật với anh chị thôi. Chắc cái gì mà cái này đi anh chị đưa khách hàng thế, anh chị có bằng câu chuyện là gì? Với khách hàng của mình kinh doanh buôn bán là mọi thứ đồng ý. Anh chị giỏi tôi không biết món đấy đâu. Nhưng cái món này là tôi giỏi anh chị đấy. Riêng bảo hiểm số 1 là tôi giỏi anh chị rồi. Bởi vì tôi là người học bảo hiểm, tôi chuyên món này. Nên là bảo hiểm anh chị phải ngồi nghe tôi nói. Còn kinh doanh tôi không có được anh chị, tôi không đấu anh chị được. Nhưng bảo hiểm anh chị phải ngồi thôi. Cách tính tiền, dòng tiền trong tương lai cho anh chị tôi mới tính được, anh chị không biết tính đâu. Cách bảo vệ tiền anh chị tôi mới biết tính cho anh chị được. Còn anh chị tôi buôn bán không biết. Tôi giỏi món này thôi. Và số 2 là thật anh chị. Cái món này anh chị đang bỏ tiền vào cho một tập đoàn tài chính thế giới. Tài chính thế giới mà, đúng chưa anh chị? Mà hiện tại bây giờ lịch sử của tôi này, tăng năng lượng tiền hàng này, anh chị được chúng tôi bảo vệ rồi. Ở trong câu chuyện của sản phẩm này mà anh chị nói thì khách hàng không phải là, mình không gọi là khách hàng đơn thuần nữa, mà là người ta sẽ bảo vệ là nhà đầu tư đi cùng công ty mà. Công ty cũng muốn nhà đầu tư, công ty phát triển tốt và nhà đầu tư có lãi chứ. Đó là món này anh chị nhá, nó ra. Còn anh chị cụ thể như nào trước nữa, hết giờ hoặc gì đó cũng chạy minh họa 20-30 triệu của mình xem. Tại sao hôm trước tôi bảo anh chị là gì? Cái này nó là đất, nó là mảnh đất của anh chị. Bỏ có 11 triệu một năm, 15 năm là 165 triệu mà lấy về đến tận đây là 6 mấy. Vậy bây giờ chị x lên giúp tôi, giả sử trong trường hợp ở cái năm 20 này hợp đồng anh chị lấy về khoảng 800 triệu ở đây. 800 triệu ở năm số 20. Năm số 20 mình chạy ngoại ra 800 triệu năm đấy. Khách hàng đóng khoảng 25-30 triệu cho anh chị. Năm số 20 có 800 triệu rồi. Vậy hiểu là gì đến năm số 28? Khách hàng có 1,6 tỷ. Đúng chưa anh chị? Đây là 1,6 tỷ với 9%. Còn với 12% loại khác. Vậy rõ ràng con người của mình không tuổi phải đến năm 28 tuổi. Đất nó nằm ở... Nó lên 17% thì cái số này nó phải lên khoảng 3,... Nếu như 17%, nếu như 17% lên 3,5 tỷ. Vậy xin hỏi các anh chị, đây có phải là đất của con mình không? Cặm cụi đi mua đất làm gì bây giờ ra cho nó nợ đầy người ra. Mà sau này làm gì có đất? Đến đời con đâu cháu nhà mình đất có đẻ được nữa đâu. Bây giờ cho chúc nó là lên tầng trên giời nó ở hết rồi. Cái này nó là chính xác cái nhà không bị ảo đâu. Nó là con số tương với hiện tại bây giờ đấy. Thì anh chị hoàn toàn tính được tiền đến hàng của mình anh chị nhá. Tính tiền nó ra.
nó thật sự với chị, khách hàng nhìn thấy tiền người ta được bảo vệ, người ta được tiền, người ta nó có dòng tiền, nó ra cụ thể, nhìn thấy tiền lãi người ta thích mà, ai cũng thế thôi. Và mà bây giờ dân tâm linh mấy năm nay không được rồi, cái này đang có lỗi đấy. Bạn bạn trẻ nó sẽ sáng ra hơn bởi vì đây chị nha, để cho chị một cái cụ thể này. Đây ví dụ anh Ngọc anh ấy có 2 tỷ dư 2 tỷ từ 9 tháng theo lấy tiền của người đấy. Nếu như mà anh chị mà muốn dùng cái công thức liên quan đến 9% thì anh chị tự làm một bảng khác cho mình thôi. Cái này sao tôi gửi cho chị được, không phải chung, cái này có bí mật gì đâu, cái bí mật gì người được mà đấy, công thức tính tiền của mình đấy chị. Thế này cũng là lãi mẹ đẻ lãi con đấy, toàn bộ gốc của năm trước được tính làm lãi cho năm sau. Lưu ý đây là dành cho khoản tiền đầu tư chị nhá, khoản tiền dư nhá, khoản tiền chính của khách hàng cũng được, nhưng mà chính của khách hàng thì phải đóng đủ nhiều năm mà nó mới dồn lên được. Còn những năm đầu tiên thì khách hàng bị trừ chi phí ban đầu, trừ chi phí bảo hiểm nó nhiều rồi, nên tiền trong những năm đầu thì nó không còn đầu tư được nhiều nữa, nên sẽ tính cho tiền đầu tư thêm bên ngoài, tính đầu tư thêm bên ngoài chị nhá. Nhưng cái căn bản trước khi tôi đầu tư thêm phải có bảo hiểm đã. Còn các đại gia ở đây tôi thấy là ví dụ phòng của anh đến là các anh chị đi họ được bán ô tô, còn đi ô tô nhà công ty ngoài tiền thì không biết đại gia bất động sản thôi, vớt ra một mảnh đất bỏ ở đây cho thành nhiều mảnh đất cho hôm trước nó thật với chị. Cũng vừa là câu chuyện thực tế nhưng mà cũng vừa câu chuyện chia sẻ với anh chị. Hôm trước tôi nói là gì, có những anh chị bảo tôi là có những người đã rất nhiều tiền, người ta không mua bảo hiểm. Tôi bảo là chả khó gì, thiếu thì cách để tư vấn. Vừa trước là ở Hà Nam tôi có một chị tư vấn, chị tư vấn cho một khách hàng rất nhiều tiền, ông bảo tao không làm bảo hiểm, tao mua được tiền tao đủ mua 5-7 triệu mai, tao không thiếu tiền, tao mua bảo hiểm làm gì. Không bao giờ nói thôi chứ, nói chứ bây giờ nói thật sự anh là anh có 5 cái kinh doanh, anh có nhiều tiền, có 5 bệnh viện rất tốt, nhưng mà 5 cái bệnh viện anh mua hết được khoảng độ vài trăm tỷ đúng không ạ, thì mới được 5 bệnh viện. Thôi bây giờ em làm cho anh cũng một bệnh viện y xì như thế bằng lúc bệnh viện Bạch Mai, nhưng mà hết có 500 triệu, có phải là mình tham gia bảo hiểm 500 triệu mình sẽ được bảo hiểm cho thằng bệnh viện Bạch Mai không? Số tiền hay tiền tổng tiền tỷ mới này, bỏ 500 triệu đây em làm cho anh một bệnh viện để tại nhà luôn. Vậy tổng cộng là gì? Anh có tổng cộng là 6 bệnh viện. Tiền đâu chưa? Khách hàng tao ok mà anh chị. Ừ thì tôi không biết. Tức là khi mình chạy hợp đồng 500 triệu ra 1-3-4 tính tiền cho người ta ra, mình bảo vệ cho người ta xong ấy, đọc cho người ta xong tất cả các quyền lợi. Ví dụ là gì? Ung thư bảo hiểm nghèo là khoảng độ 4 tỷ rồi đấy. Tai nạn 5 tỷ rồi đấy. Thẻ vào đấy. Cho người ta mà. Sinh bệnh người ta khoảng độ 230 tỷ rồi đấy. Ừ. Đồng 500 triệu mà. Dạ. Thì đấy, phải đúng cái này chứ. 500 triệu ai người ta, mình lại chạy yêu eo cho người ta gửi làm sao được. Chứ không chạy yêu eo, thầy sự nhiên mà yêu eo mà cộng cho cái món 4 tỷ ung thư bảo hiểm nghèo, 5 tỷ tai nạn cộng với cái thẻ của mình yêu eo cộng sao đổi. Kể cả 500 triệu, thậm chí nó phải dư hết sạch thì sạch tiền ra thì mình bay ra đó mới sống. Nhưng mà khi chị chạy cái món này ra đâu đó thì hợp đồng chính người ta hết khoảng độ 250, 300 đấy. Và 200 triệu dư bên ngoài mà là chị chạy được xong thì minh hoạt nó ra thế này. Và bên đây là bệnh viện số 6 nha, cho 500 triệu thôi. Em làm cho anh một bệnh viện số 600 triệu, không phải là mua một bệnh viện máy vài trăm tỷ. Đúng chưa anh chị? Có tiền mình có bán được, nhưng mà có cho anh chị bán không? Đúng cách nào? Số 2 đó là gì? Tại sao cái năm 2016 ở Bắc Giang có một cái chị giám đốc của một cái doanh nghiệp, người ta sau khi người ta nghe sản phẩm này, người ta mang gọi nhân viên mang luôn cái máy chỉ ký luôn xét đến tiền thì ký xét luôn, chỉ ký tạo tầm 11 tỷ. Bắc Giang sản phẩm chính 1 tỷ và đầu tư luôn 10 tỷ, ký xét luôn tại Mường Thanh Bắc Giang. Tôi bán hợp đồng của chị Mai Thanh nữ hoàng của ngày xưa, chị ký đấy 11 tỷ tại chỗ đó, một phát xong
người ta hiểu, người ta bỏ tiền được. Số 2 là gì? Nói thật với chị, tâm lý của cái ông ở tầng tầng trên, khúc trên này này. Mình là đây là phụ thuộc thu nhập này, mình đây là thu nhập trung bình này, thu nhập khá này, thu nhập cao này, siêu giàu này, thu nhập cao này. Cái đội cao và siêu giàu, thu nhập đội cao siêu giàu anh chị, đâu của người ta hiểu hết. Mà thực tế là đến như anh Vượng bây giờ anh cũng tiền mà. Thế là người ta bỏ đây cho anh chị được. Anh chị tính cho người ta được mới ra đâu, người ta mới thích được anh chị nhá. Còn mình không biết tính ra thì ta chẳng biết tiền mình ra đi đâu vào đâu. Rồi, đến cái công thức 72 này anh chị nắm chắc được chưa anh chị? Xong chưa? Hả? Tiền đây. Hôm trước bảo anh chị tôi có 2 mảnh đất cho 2 đứa con nó nằm ở đây chứ không ai nói dối câu nào cả. Đúng rồi. Đó. Hiện nay của cụ Đại Chi tôi có 4 hợp đồng này. Chỉ ký cái này rồi, không ký gì khác nữa. Nha. Rồi, tiếp theo. Đây, kính thưa các loại kính. Dạ vâng, mời chị. Theo ví dụ như cái hợp đồng của mình mà là 15 năm, đến 15 năm xong thì tất cả những người mà mua hợp đồng thì đều muốn đáo hạn. Thì mình làm thế nào để lưu kéo người ta để dài lâu như thế? Để dài lâu nào? Ai bị thương nhau? Xử lý tình huống. Bây giờ này chị nha. Điều số 1 chị cần phải làm cho tôi là gì? Là người ta phải có cái 15 năm trước. Vâng, 15 năm. Vâng. 15 năm sau vậy quan trọng là chị cứ bán cho tôi 15 năm sau đã. Xem được chưa chị? Còn đến cái lúc năm thứ 10 năm ấy, trong thời gian 15 năm đấy tôi lại phải tính bán thêm vài cái người ta nữa rồi. Còn khi nào hết 15 năm ấy, rút thì rút, trả rút thì kệ người ta, tiền tính sẵn rồi. Nào bây giờ chị nhìn thấy tiền đây. Gần này 15 năm lãi cái này đúng không? Tiền cái này đúng không? Thế chị muốn lãi lớn không? Muốn bảo vệ lớn không? Không muốn lớn giúp hết đi. Còn lại thì vừa từ lãi cao vừa được bảo vệ tội gì? Mà 15 năm xong chắc gì đã mua được bảo hiểm nữa thì giữ nguyên đây đi. Thiếu thì lý do đâu. Bệnh tật đành rồi phải giữ chứ. Ai ta đáo hạn? Được không chị? Vậy câu chuyện từ giờ đến 15 năm có hai thứ. Một thứ bây giờ là chị bán năm đầu tiên cho tôi đi. Cái điều tốt. Và từ đấy đến 15 năm sau nó không phải tính hợp đồng người ta đâu ạ. Mà nhà người ta một đời người 7 hợp đồng thôi mà chị khai thác nốt tôi 6 hợp đồng người ta đi. Nhưng mà đáo hạn không được rút thì bảo mình lừa. Ừ, ai mà không được rút? Đấy tiền đây, 15 năm của anh chị cần này tiền đây, chị có rút không? Rút thì lấy được cái này tiền. Rút một phần lấy tiền tạm được để có lãi được. Không thì anh chị để nguyên đó. Tùy. Đừng lo câu chuyện 15 năm sau. Lo giúp tôi câu chuyện bán được cho năm 1 đã. Chị em cứ lo được tôi xong năm 1 đã. Còn khi nào 15 năm sau tôi tính tiếp cho. 15 năm sau lúc đấy hỏi sếp. Báo cáo các chuyên gia tài chính 2 triệu lúc đấy hỏi cái chị là đầu tư vào đâu một cho mình này để tiền này. Tôi đang tính ở mức là 16%. 16% tức là cái của đợt của năm ngoái mà lúc cũng chưa hết một năm. Chưa một năm, hết một năm là 16,9 là 17 cân. Mà đã để 16% là để 2 triệu một năm. Đấy, bắt đầu bỏ có 2 triệu cho năm đầu tiên thôi thì nhá, để nguyên tiền. Hai triệu làm gì đấy? Còn cứ mỗi tháng anh chị bỏ vào 2 triệu thì nó nhiều tiền lắm. Một năm 2 triệu. Đây là bỏ có 1 lần thôi chị nhá. Bỏ 1 năm đầu tiên thôi. Bỏ 1 năm thôi này chứ không phải 1 năm 2 triệu nhá. Tôi tính có 1 năm này. Bỏ 1 năm đầu tiên này. Sau mà lãi ra rồi đây. Đây này chị này. Đây nhá. Này lãi này. Ra tiền này. Thì toàn bộ cái tiền lãi này của mình là tính cho năm. Năm tiếp theo. Còn mình chụp trời ơi thì chị cho hết. Không phải chụp gửi hết cho hết cho hết để mà làm thế bây giờ đấy là có 2 triệu thôi nhá, 2 triệu một năm, một lần đầu tiên một lần 2 triệu một năm. Còn anh chị bỏ nhiều năm thì sẽ dồn lên, lãi đầu gốc đấy, lãi gốc sẽ dồn lên đấy, cái lãi của mình đấy chị, lãi cùng gốc. Chị Thoa chị tính hỏi xem đấy. Cho em hỏi là cái bảo hiểm mình đầu tư ra đây là từ năm
giả sử phải như 10 triệu. Đến sang năm thứ 2 em có 20 triệu đầu tư thêm 20 triệu, 3 triệu đầu tư thêm 3 triệu, tổng em đầu tư là 60 triệu. Vâng. Thì đến năm thứ 4 thì chị đợi trong 3 năm sau có cái này đầu tư này thì đầu tư này thì phải 3 năm mới được rút, đúng không ạ? Thì đến năm thứ 4 thì chị đợi trong 3 năm sau có cái này đầu tư này thì đầu tư này thì phải 3 năm mới được rút, đúng không ạ? Thì đến năm thứ 4 thì chị đợi trong 3 năm sau có cái này đầu tư này thì đầu tư này thì phải 3 năm mới được rút, đúng không ạ? Đây, kính thưa các bạn kính, tại sao hôm trước tôi bảo các bạn kính là gì? Cái món này của mình là món K2, nó vi diệu lợi hại. K1 là mình phải tập trung đi bán để có K1, muốn có K2 để có K1, được chưa? Năm nay của mình cái gì nó cũng liên quan đến K2, thưởng tăng trưởng, duy trì, thăng tiến, mọi thứ cũng K2. Như hôm trước tôi tính cho anh chị của chị Lê Thị Huệ mà ở bên Yên Dũng ấy, mà hôm rồi chị có xin sang dự cái chương trình tổng kết của bên mình mà ngồi của Bơm anh đếm này. Tổng tiền của chị ấy sau phát này sang tháng 1 và tháng 2 chị ấy nhận được 93 triệu tiền thưởng. Và chị ấy bỏ vào K2 của chị là 96 triệu. Chị nhắm vào hợp đồng bán thích của chị đấy. Ngày xưa thực tế là tôi cũng ngồi tôi trêu chị đấy, vì ngày xưa là ở cái bên Yên Dũng đấy là chị ấy không có học kỹ, bởi vì thực tế là học hoặc là tôi không có dạy cái đợt đấy. Nhưng mà đợt đấy chắc là cái tháng 3 năm 2020 ấy, là chị ấy chắc là thiếu chỉ tiêu thì chạy đi đua thì nó thiếu là dí một cái 16 triệu ăn thịnh vàng, thực tế là dí tự mình dí không hiểu đấy, dí 16 triệu vàng rất là may, xong lòi ra cái thằng 16 triệu cái thì năm nay lại cứu được là gì, số một bỏ vào tiền bao nhiêu đấy phải bao nhiêu thưởng các thứ samurai của chị ấy đó gì đấy hết, chẳng thiếu gì cả, chưa chị? Sang năm nó thành căn thứ ba luôn chị. K3 thì cái chỗ này nó thành K2 cộng. Thằng này thành K3, thành K2 cộng chị. Chỗ này chị đâu? Nó là K cộng rồi thì nó chả liên quan gì cả. Nhưng mình K2 mình có gỡ được bằng hợp đồng này đâu. Đọc năm nay mình gỡ, năm nay mình kiếm công ty xong, năm nay mình rút ra. Ừ. Nếu như mà trong từ năm đấy, năm nay mà nó lại khoảng 32%, đấy giúp tôi 32% ví dụ nhá. Ví dụ là 96 mà chia cho cái giá nó rơi vào khoảng độ khoảng 18 đi. Đó là 32% của 18. 18 3% nó tăng lên khoảng 624. 96. Giúp tôi 96 chia 18 bằng bao nhiêu? 5,33. Lấy giúp tôi 5,33. 5,33 nhân với giá 24. Vì tăng 33% sau phần này. 128. Bao nhiêu? 128. Đấy chị, nếu như 1 năm, năm sau mà tăng đủ 32% năm nay, chị bỏ vào năm 2, các 3 năm nay tăng 32% rồi. 32% tôi đặt tính giá 18, 24 là 32%. Tăng là tăng của cái giá này chị nhé, phần trăm đấy. Đó. Thì tất cả cái chứng chỉ quỹ chị đấy vẫn nguyên si, chị bỏ vào tiền mua hoặc là chị sở hữu chứng chỉ quỹ bằng số lượng đơn vị quỹ của chị không thay đổi, vẫn là 5,33 đơn vị quỹ. Nhưng mà cái giá tại thời điểm sang năm thì tất toán ví dụ từ 18 đến 24 thì chị ấy thành 128 triệu, từ 96 thành 128 triệu. 32% như năm nay, như năm nay nếu như mà nó tăng ít hơn 20% nó đi tiền hơn. Anh chị hiểu nội dung của món tăng trưởng của mình chưa? Đấy, tăng là tăng giá của mình. Bình nhân giá thời điểm mình tất toán. Thì nếu như túm lại là kể cả có sang năm không có hòa, vẫn được cái tiền thưởng này, vẫn tiền của cụ đầy chi, chả mất gì. Vậy cho nên cái câu chuyện là thả vào cái này nó mới lợi, nó mới vi diệu như đấy chị nhá. Cho nên anh chị làm sao? Mình cứ gối K1, K2 bán K1 để sau mình có nhiều K2 với này, để sau đó thì tất cần cân mình giữ hết cho thưởng rồi mình không thiếu gì cả. Tự dưng cả một tháng lâu lâu lại tháng 90 triệu hay là 180 triệu thưởng bao nhiêu tiền, xong tự dưng lại thiếu không phải 1% K2 để 85% mất thưởng, tức thật. Và cái không phải được chơi chị. Rồi anh chị, cái công thức 72 của mình này nó có chiều tính xuôi và chiều tính ngược anh chị nhá, nó có chiều tính xuôi và tính ngược. Rồi chiều tính xuôi là lấy 72 chia cho lãi suất thì ra số 5 tăng gấp 2. Đấy chiều tính xuôi chị nhé.
dùng 72 chia cho lãi suất thì ra số 5 nó tăng gấp 2 lần. Chưa chị? Và cái công thức này nó chỉ đúng, nó chỉ đúng với cái mức lợi nhuận từ 20% đổ lại. Còn từ 21% trở lên nó không chính xác. Sai số nhiều hơn chị nhá. Cái món này không biết tại sao nhưng tôi chỉ biết là được học như thế thôi. Giống như kiểu hàng tập thì tăng nhớ ấy, tôi biết làm sao được, thì tôi học đấy người ta cũng bảo như thế. Đó, chỉ đúng là 20% của anh nhá. Ngược lại mình chọn cái chỗ nào kênh đầu tư có lãi suất ra sao để vốn của mình tăng gấp đôi. Đó, ví dụ mình muốn trong sau 3,6 năm tiền của mình tăng gấp 2 lần thì mình dùng 72 trên 3,6 sẽ ra số lãi suất mình cần có để tìm mình hẳn có một đầu tư để mình có giá trị của mình tăng gấp, số tiền của mình tăng gấp 2 lần sau 3,6 năm. Đó. Còn nếu như mà để tiền của mình mà đang từ 1/80 thì cái đấy không phải hướng dẫn nữa. Đây 1/80 đấy. Một giờ có đêm mà tốt. Rồi bây giờ chốt với anh chị sáng nay mình đã có cái này món này. Món số 1 đó là hướng dẫn anh chị liên quan đến cái minh họa của cái thằng này, nó có ba cái quỹ khác nhau, lựa chọn được các cái khác nhau. Anh chị nhớ là đây chưa? Tham khảo phải là. Nếu như mà trong trường hợp mà anh chị vẫn phân vân để mình tư vấn nó chưa tự tin hơn thì anh chị có quyền thả vào phòng phát triển để mình tư vấn cho nó dễ. Bởi vì cái đáy là 4% mà cao là 85%. Có quyền là nhau rồi. Đó. Còn trong trường hợp anh chị mà không thích đầu tư cũng không sao, anh chị bán u là cũng được, nhưng mà anh chị thả vào bảo toàn đi. Chỉ ít là mình thả vào bảo toàn thì cái lương hoa hồng của mình 45% cao hơn thằng UL 5%. Anh Phương lại cho thêm 300.000 nữa. Khá khá. Đấy, tương tự mình được tiền mà. Vẫn phải bảo toàn như sao, hai lần phần bổ sung. Đúng rồi, phải ít nhất hai lần bổ sung. Thì nhá. Đó là cái phần mà ba cái phần cho anh chị. Giúp cho anh chị chúng ta có minh họa tốt hơn, lãi tốt hơn. Giống như chị Toan bảo là khách hàng cứ nhìn thấy nhiều tiền là thích rồi. Cái món số 2 là giúp anh chị sử dụng cái công thức 72 để chúng ta tính tiền cho khách hàng ngoài cái minh họa của mình, sau minh họa của mình. Đó. Cái số 3 đó là cùng với anh chị chúng ta tính toán một vài thứ liên quan đến giữa cái bộ sản phẩm cũ và sản phẩm mới, anh chị cân nhắc tính toán cũng như tính tiền cho anh chị ra cái hợp đồng chúng ta dài hơn và giúp cho anh chị ta có cái khả năng mình gặp được người bạn tốt hơn. Đó. Người ta có tiền thẳng ở đây, thậm chí đại gia khoản có thể về nhà làm cái 100 thả thêm 500 vào đấy cũng được, không sao cả. Dạ gia đình. Rồi anh chị chúng ta có câu hỏi nào khác không ạ? Không, không hỏi nữa. Lại. Tham gia cái gì ạ? Tham gia thêm lãi kép ạ? Hợp đồng cũ ạ? Cũ là email ạ? Đâu được, nhưng mà này lãi thằng đầu tư dùng của chị hợp đồng 4-5 năm rồi đó, ăn tâm 2014 ấy, bây giờ nó có 4.7% đấy, lãi kép thì chỗ đấy, tất nhiên nó còn có lãi, nhưng mà lãi ít quá. Đây là đang bán sản phẩm mới mà. Tốt ạ. Báo cáo anh chị là một chút nữa thì em sẽ hướng dẫn anh chị chúng ta sẽ có hai loại sổ điểm danh. Nếu như anh chị làm ngày xưa học rồi thì nhá, để anh được cấp một lần rồi ấy, thì anh chị ký vào cho em cái sổ tái có hai chữ ký. Anh chị nào mà chưa học lần nào, lần này bắt đầu tiên để mình mở ấy, thì anh chị được ký vào cho em vào cái sổ 4 chữ ký. Và không, bây giờ chưa. em đã dạy buổi trước cái buổi nay là em ghép thành là cả tái cả mới đây cho các anh chị, đó là nó là lợi hại quá rồi. Người ta mỏ lắm. Lần trước em có học rồi, một lần rồi, nhưng mà 18 học còn em chưa học hết ấy. Có được không ạ?
Em đã được cấp mỡ em trong cái cơ bốt của em đã có ăn thịt sát nào chưa? Bị khóa. Bị khóa thì em phải ký vào cái tái. Tức là anh chị em nào đã được có rồi. Thế tức là em chưa được chạy bị ngoại bao giờ đúng không? Thế là nếu như mà chưa hoàn thành trực tuyến thì em đã được bỏ được nào đâu? Tái không cần. Nhưng mà tối mạng bây giờ bởi vì bản chất của mình là xong qua khóa tái đấy, anh chị em vẫn phải hoàn thành ở trên in đi trước. Thì cứ thả vào cho anh cái tái đi, mà thậm chí tốt nhất là nếu như trường hợp nào mà run quá thì ký cả hai sổ sách. Ồ, mất gì đâu. Thế là gì kìa? Nên đấy là việc của công ty của mình đâu. Mình cứ chắc ăn tội gì. Biết đâu xong lại có khách hàng xong lại không có cốt nữa này, ngồi đợi xong làm sao được. Anh chị em chúng ta là nếu như tái, anh chị là tái nhá. Tái thì ngày mai anh chị mở cốt. Anh chị là tái nhá. Tái. Còn anh chị là 9. Anh chị là 9. Thì là 21 tháng 1 mở cốt. Cho điện tái đi. Là tiếp tục các đại ca ở phía xa. Các đại ca có câu hỏi là không mà sao không trả thế? Chỉ chờ đúng không? Chờ hợp đồng. Cái này vào tí thời gian ngắn 6 năm thì hoa hồng nó sẽ vẫn 400%. 3 năm không vẫn 400%, đủ hoa trả nó cũng. Phần trăm của phí chính thôi. Nào chị Toan ở phía sai không có gì không? Thầy bác cho em hỏi là thì khi mà cái sản phẩm chính thì anh làm là về cái món này thì mình được 45% đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà khi mà sản phẩm muốn thêm thì năm đầu tiên thì mình được bao nhiêu? 3%. Thì khách hàng phải chiết khấu bao nhiêu? Không thêm là được cái tiền đầu tư của khách hàng, khách hàng có phải bị mất 1% cái tiền đầu tư đấy không ạ? Quỹ có chứ. 5% thì ban đầu. 5% thì sang năm thứ 2 ạ? Năm nào cũng 5%. Bạn năm khách hàng đóng đầu tư năm nào mình ăn 3% năm đấy. Năm nào khách hàng đóng mình cũng được 3%. Khách hàng không đầu tư thì mình không có được 3%. Vâng. Chị tính mình bỏ bao nhiêu tiền vào đây? 3 triệu. Trong chiều có 3 triệu. Cái kiểu các năm như là thế. Về kim thì bây giờ anh chị là nếu như mà kim mình mở cốt rồi ấy thì số 1 trừ trường hợp, trong trường hợp mà khách hàng của mình thê thảm quá mà không thể sang chạy sang IL được thì phải chịu chấp nhận chạy UL và TL là Hoàng Phúc. Trong trường hợp mình anh chị không chuyển sang được ấy, phải chấp nhận một trận như thế. Ví dụ đó là đã ít tiền được gần 4 người. Sếp mà có chạy được bằng mà đúng không? Chị sẽ chạy được chị 62 tuổi thì chị tính có được bao nhiêu tiền? Tôi, trong đầu tôi biết bao nhiêu phí rồi. Khoảng bao nhiêu một năm? Khách hàng đang đồng ý làm 20 không làm được, trả lời luôn. Sản phẩm chính là rơi vào hơn 20 rồi. Sản phẩm chính của chị mà 62 tuổi thì khách hàng rơi vào khoảng độ 23 triệu, 24, gần 24 triệu sản phẩm chính rồi. Tối thiểu à? Là 30 triệu. Ít nhất